vừa leo lên con dốc này. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi đi theo chiếc xe cô lông này đến công trình nhé. Quanh lòng bịt mặt các bạn nhé, anh ta bảo vệ làn da rất tốt. Xuống bên hết chỗ này thì chắc là ăn sáng này hết, không còn tí nào nữa. Chưa được ăn hồn nào. Ôi, thế mà lại đi quân rồi.
Thế này hôm nào mà người mà mệt mệt ốm ốm mà gọi xi măng này thôi chịu ấy nhỉ. Mình được cái mẹ giống như trời phú cho em thật đấy. Ốm đâu. Hôm nào mà cảm thấy nó mệt mệt thì nghỉ đi gọi là khác nó chở. Đúng rồi, mệt thì hơi tối không chơi gái nữa. Ốm đến thỉnh thoảng làm cái. Làm cái chị em cũng có lốt lắm. Anh ơi, cửa lim nó đá nó bay ấy. Úi giời. Mẹ, bọn nó đá xuống đụng đi. Đứa ở trên mẹ cười. Mẹ cứ đi làm nhiều về đâu, không làm gì nó. Nên là sáng ra, nó nhìn cái cửa nó bực mình, nó đá cái cửa cái. Nó thông không? Thế hả? Ờ, nó thông. Nó ngứa, nó chả đá. Đấy, đàn bà nó lắm, nó cũng lằng nhằng lắm. Đi làm về mệt, cái nằm ngủ chồng rái ra hay chả? Chúng ta phải thông cho dễ đấy. Người ta thèm thì người ta bảo cụ là em thèm đi thì đá cái cửa cái. Đó, thúng ngụm nghe đó, thèm thì thôi. Hôm nay cho em phát. Anh thấy là này, anh thấy là được tí là hét ngay nhé. Úi trời ơi, ta nhà cả sáng chưa. Ồ, chính là món đàn ông này thèm là này nỉ ngay đúng không? Món đàn ông thèm ấy bảo là làm, mà không làm tao đi làm được khác. Anh 21 bao của anh. Bật thanh 10 bao. Ôi rồi ôi. Cháu nói mấy cô nhá. Lao động là phải có tiếng cười. Thì nó mới đỡ mệt. Vâng. Ăn thua gì mấy cái so mấy đội lò gạch các cô. À, vừa rồi là pha đổ ở bên chiếc xe công nông chở 1.000 gạch và 1 tấn xi măng các bạn nhé. Mình xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video và ủng hộ cho kênh YouTube mình nhé.